Cô là Vũ Thị Như, hôm năm nay là 69 tuổi. Thế mà hiện là cô đang ở số nhà 46 ngõ Gốc Đề, phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Thế còn cô cũng đã từng chữa bệnh cho các bệnh nhân và làm từ thiện từ 2014 cho đến giờ. Thế thì liên tục làm từ thiện như thế cho nên là cô mới một hôm bạn cô mới cho cô cái thông tin là học NMT này. Thì nó bắt đầu buổi tối là cô bắt đầu vào học. Thế thì khi bắt đầu cô vào học ấy thì đang nghe được cái lúc bắt đầu giáo viên đang chia sẻ thì lúc bấy giờ là coi như là cái cô bạn mà giới thiệu ấy, cô mới gọi điện, cô mới hỏi là thế chị nghe chưa, thì mới thấy cô gọi điện, cô mới bấm vào máy một cái thì coi như đến lúc cô ra cô không vào nữa, vì hôm ấy là quá đông, đến 1.000 người, thành ra là cô không vào nữa. Thế là cô mới gọi điện, cô mới nói cô ấy giọng là cô phải nối máy cho cô để bằng video ấy để mà cho cô nghe lại. Thế thì nhà người ta thì lại hôm ấy là cúng sao giải hạn, cứ ôm tùm về cái chọc chọc chen chen của cổng thờ cúng ấy, không nghe được. Nhưng mà bởi vì mình quá ham muốn học hỏi cho nên là cố để nghe, nhưng mà nghe được cô mỹ xong ấy thì tối hôm ấy là đi ngủ thì khấy ngủ để được yên, bởi vì là lâu nay là đã từng mất ngủ thường xuyên ban đêm, chỉ khoảng độ hai cả đêm lẫn ngày chỉ ngủ khoảng 2 tiếng, 11:30 đêm mới bắt đầu đi ngủ thì phải đến 11:30 mới ngủ được. Thế mà 3:30 sáng đã dậy để công phu rồi, mà công su phu thì bao giờ cũng phải là lễ 500 lễ Phật mới lại tụng một bộ kinh bộ thọ xong thì bắt đầu mới xuống. Thế thì đến hôm ấy học xong cái buổi đầu tiên thôi, mặc dù là gián đoạn nhưng mà tối hôm ấy ngủ rất là ngon, mà coi như cảm nhận được là rất là tốt về giấc ngủ, coi như là rất là sâu và rất tốt. Thế bắt đầu ngày hôm sau là ngày thứ hai của lớp 1 thì coi như là mình bắt đầu vào cái chương trình là vào cái thế là nghe miệt mài, nghe không bỏ sót một từ nào nữa. Thì tối hôm ấy có nghĩa là cảm nhận một cách là rất là thoải mái, mà hai nữa là đã cảm nhận được hoàn toàn là mình đã dư dật năng lượng rồi. Thì lúc bấy giờ mới sáng ngày ngủ dậy của hôm ấy, mọi ngày là cái hai cái đầu gối là lễ Phật nó rất là đau, mà đã đau mất 6 tháng rồi, và cả cái bên trái của người này này là bị tê, không nằm được phía bên ý, mà nó tê mà nó đau nó nhức không chịu được. Thế mà bả vai bên này thì là coi mình là thầy thuốc cũng có tay không làm được cho mình, thế cho nên là các đồng nghiệp làm cho, nhưng mà nó như thế là bị lát cơ không làm được nó, và nó đau thêm rất là nhiều, mà coi như mất 5-6 tháng rồi không ngủ được, không nằm được bên trái. Thế thì đến cái buổi thứ hai ấy thì về nằm hôm ấy nó vẫn còn ế, nó vẫn còn đau, chưa thể là dừng được. Thế nhưng mà sau cái buổi hôm ấy dậy, sau buổi thứ hai học xong ấy thì sáng ngày ngủ dậy thì coi như là lúc bấy giờ cảm thấy người nó vẫn bình thường, vì trước bao giờ dậy ấy cũng phải tập mất khoảng độ 30 phút để chữa bệnh cho mình, bởi vì là mình đi dậy chữa bệnh những người ta, mình cũng hay hướng dẫn mọi người chữa bệnh cho nên mình tự chữa lấy khoảng nó mất 30 phút. Thế xong bắt đầu là lên 4 giờ là bắt đầu vào khóa lễ. Thế thì bắt đầu lễ mọi ngày thì cái lễ 500 lễ Phật ấy thì nó đau quá, vừa lễ vừa khóc, mà có nghĩa là cái chân nó đau dã man luôn, không thể nào ấy được, cứ quỳ xuống rồi đau, mà hai cái đầu gối này nó đau, nó lại bên này dịch là 3, này bên này 3,6 này, thế trên là nó đau rất là nhiều, không thể lễ được. Thế mà vừa lễ vừa khóc nhưng vẫn lễ, bởi vì mình đã nguyện là mình sẽ làm, không bỏ, dù có bỏ thân chứ không bỏ lễ, thế cho nên là vẫn quyết tâm làm như thế. Thế thì khi mà bắt đầu lễ như thế thì đến buổi ý thì là lễ xong 500 lễ rồi mà cảm tưởng như là mới lễ được 2/3 thôi, vì có 175 hạt mè. Thế thì cứ 175 mễ thì là phải lễ 3 lần thì là được 530 lễ, thì mễ được cả 3 lễ rồi mà mình nhầm, bởi vì mình không để ý đến là mấy thời gian nữa, thì đến lúc về sau nhìn đồng hồ bảo chú chết rồi, thế là mình đã lễ hết rồi. Thế mà bây giờ mà lại vẫn tưởng là chưa lễ nữa thì lại lễ một lần nữa, một lượt nữa, thì vì là 3 lượt nó một đống, nó to lắm, nhiều lắm, nhìn trông phát sợ đấy. Thế thì lúc bấy giờ thì là bắt đầu mới cảm thấy là lễ xong mà không thấy vấn đề gì cả. Thế thì đến ngày thứ 3 xong thì là ngay ngày hôm ấy xong, về tối học xong một cái là truyền luôn cho đứa cháu. Thì cái đứa cháu ấy thì nó năm nay là nó học lớp 5.
Thế thì nó bị cái kiểu bị dạ dày trào ngược. Thế mà đã hai lần đi lên để mà soi dạ dày rồi thì vẫn không khỏi lại bị dạ dày HB nữa. HB nữa thì là nó rất là đau, và mỗi một khi mà nó cứ ho nó ọe trông thương lắm, mà nó cứ há mồm ra xong nó mãi không được ấy, nó vẹn mãi không được thì chúng rất thương. Thế thì bắt đầu khi mình học xong 3 ngày một cái thì chờ để mà bắt đầu vào học lớp 2 thì mình mới đem truyền cho nó hàng ngày, mỗi một ngày một lần thì truyền cho cháu được được 3-4 ngày ấy. Thì hỏi nó là thế, lúc bắt đầu truyền cho nó hỏi là thế con có cảm nhận được gì không, nó bảo con thấy nó nóng ở cái cổ này, xong nó nóng xuống lưng này. Thế xong là con nghĩ, bà bảo là con nghĩ vào cái chỗ dạ dày ấy, mấy cái cổ là con chỉ nghĩ đến đấy thôi. Thế cho nên là bây giờ con thấy nó không ọe nữa. Thế thì đúng là truyền cho cháu từ hôm mùng 6 cho đến bây giờ ấy. Từ mùng 6 bắt đầu vào học thì đến mùng 9 là chính thức là bắt đầu truyền cho nó liên tục, thì là đến bây giờ thì coi như là cháu hết ọe rồi. Và đồng thời là cũng nó bảo mọi ngày đi học về, nó cứ về đến nhà nó bảo ơi con mệt lắm, nó cứ nằm ngả nằm nghiêng được, nó nằm vật vã chỗ nọ chỗ kia. Nhưng từ hôm truyền nó xong bây giờ nó không vật vã một tí nào nữa, mà nó về nó rất là khỏe. Hỏi thế đấy, thế ra hôm nay con có thấy mệt không, mà con không mệt lúc nào nữa rồi, hết mệt rồi. Thế là cũng hết cả ọe rồi. Thế đấy, xong thì mới bảo lại. Thế xong mới bảo là thế thì bây giờ để hôm nào đi xét nghiệm lại một cái. Thế thì là nó bảo là con bây con phải nói rồi. Thế bảo là bây giờ không cho nó không cho nó truyền nữa. Nó bảo không, bà phải truyền cho con để con khỏe, con xong rồi con đi đá bóng. Thế mà nó sẽ thích đá bóng, mà nó ham mê đá bóng thật. Thế nên là mới nói như thế là nó vừa ngày nào nó vẫn truyền, nó nhớ lắm. Mà nó cứ buổi sáng thì không kịp, nhưng mà buổi trưa ăn cơm trưa đi học về ăn cơm trưa xong cái là bà xuống cái thì là bắt đầu bà truyền cho. Thế là truyền cho thì là bây giờ cháu là như thế nhá. Ừ. Thế còn đến bây giờ ấy, thì mình vẫn công phu như thế, nhưng mà họ phải ban giảng huấn thì bảo là bây giờ buổi sáng là cô quen lễ Phật như thế rồi, cô không để bỏ được. Mà cái trước lúc mà cô lễ Phật thì năng lượng của cô đã tập chữa bệnh xong ấy, thì năng lượng nó đã dư lắm rồi. Thế mà hai nữa lễ Phật xong thì năng lượng nó tràn trề lên. Thế mà nếu như mà cô mà lại thực hành luôn ấy, thì nó hơi khó. Thế cho nên để cho cô ngồi cô tụng kinh xong một thời gian hơn tiếng nữa thì lúc bấy giờ là vào truyền ấy thì nó ra tốt. Thế là bây giờ cứ 7 giờ kém hoặc là hơn nó kém một tí thì bắt đầu mình thực hiện kích thích tế bào gốc, xong bắt đầu là học chữa bệnh cho mình luôn, đó là chữa lành luôn. Thế sau đó thì xuống một cái thì là bắt đầu mới vệ sinh trước các thứ xong xuôi rồi thì là bắt đầu lại lên là niệm 40 vòng nữa, niệm Phật A Di Đà 40 vòng nữa, xong bắt đầu bây giờ xuống ăn sáng. Thế mà ăn sáng xong cái thì là bắt đầu các cháu nó về, nó ăn xong xong nó đi lên là mình xuống là truyền hết đứa đến đứa nọ đến đứa kia. Thì có một lần ấy thì là mình buổi sáng mình không công phu mấy thì đâm ra cuối cùng là năng lượng cũng kém đi. Thế thành ra là đến lúc truyền cho hai đứa xong mình thấy tích cực xong cái thì bỏ một đứa cái, xong mình đứa thứ hai mình tiếp tục mình lại làm luôn. Thì xong rồi truyền lại vô tư. Thế còn từ hôm học xong đến bây giờ ấy thì là cứ mỗi một ngày là truyền cho khoảng từ ít nhất là 4 người, không có 5 người, 6 người. Thế nhưng mà cảm nhận của những người mình truyền cho ấy thì các bạn cũng học rồi ấy, thì các bạn bảo là tại tay em lông, bảo em không có năng lượng đấy đâu, là tay em lông. Thế mà mình bảo nó đặt chỉ có mỗi rất hơ hơ thôi, nhưng mà nó vẫn lông, mà những người cảm nhận được ngay. Thế cho nên là mình cũng thấy bảo là vô cùng cảm ơn ông Phúc và vô cùng cảm ơn bạn thì luôn. Thế mới cái hai đứa là em đôi gì lời rất là quá tuyệt vời, cho nên mình bảo tất cả những cái học nhá, tác động cuộc sống này rồi đến học cả về cái phương pháp mình chữa bệnh thứ hai là diễn tròn này, thế mới này không mới lại cả cái gì nữa nhỉ, cái về dùng cái máy đế đế đấy. Thế nhưng mà nó chung tất cả những cái đấy mình đã thực tập, mình đã tự chữa cho mình, mà mình làm một tay tương đối cứng về ấy, nhưng mà không giải quyết được vấn đề gì cả. Thế mà vào đây chỉ có 3 ngày chưa hết lớp 1 mình đã giải phóng được tất cả mọi thứ, có 3 ngày thôi. Thế bắt đầu vào lớp 2 thì coi như là lúc vào lớp 1 thì mình cảm thấy người nó còn nó lan tỏa các thứ, đến lúc vào ấy thì nó còn hơi khó. Nhưng đến bây giờ ấy thì thấy là cái điều kiện mình bắt đầu học, bắt đầu lớp 2 xong một cái ấy, thì nghĩa là lúc mà kích thích tế bào gốc ấy, mình thấy nó còn hay hơn cả lúc mà tự chữa lành. Bởi vì này, cái năng lượng nó vào ấy, nó vào nó đi từ trên đỉnh đầu cho xuống đường dưới chân, mà nó cứ đi vòng vòng, nó như là sóng ấy này, như là sóng ấy.
và tiếp tục nó có từ trên xuống dưới lên trên cũng như thế xuống thôi, mà rất là xuống, mà từ hôm với mình phải nói là mừng vô cùng. Nhưng mà cô con gái nuôi này thì bây giờ thứ nhất thì là nó cũng bị lâu lắm rồi, thì mình nghĩ là phải những người lớp 3, lớp 4, lớp 5 đấy tuyển nó thì hay hơn, để là mình làm không phải lăn lộn. Thì tin chắc là những người không địch được tôi, bởi vì là tôi chưa học cái này tôi đã dư lăn lộn lắm rồi. Thế nhưng mà có cái này nên này, thứ nhất là mình không có thời gian để tập trung vào chỗ cho nó. Cái hai nữa là cái trình độ của mình thì chưa qua lớp 3, lớp 4, lớp 5 thì mình cũng rất là sợ. Bởi vì là muốn cho nó kết quả rất sâu, cho nên mới hỏi ban giảng huấn. Thì các anh mới cho là gặp Hoàng Anh. Thế gặp Hoàng Anh rồi thì mới giới thiệu Hoàng Anh xong thì mới bảo là nhờ Hoàng Anh giúp đỡ. Thì là hôm nay cô cũng gọi lại cho Hoàng Anh, thì xong mới bảo thì là Hoàng Anh mới lại gọi điện trực tiếp cho cháu. Thế xong thì không, xong đây Hoàng Anh mới cho điện thoại của Việt Anh. Thế xong thì bây giờ mới bảo là đưa nó xuống, tại vì cũng muốn xuống đường đợi cái thứ nhất để xem là ở dưới tình hình như nào. Hai nữa là mình cũng chuẩn bị đi Sài Gòn rồi, thành ra cũng không có thời gian để bàn chữa liên tục cho nó được. Thế cho nên hôm nay mới xuống đây như thế, thì chia sẻ cho nên là thật, ai mà chưa học cái này thì lên học, và ai chưa làm phải lên làm, và phải đặt niềm tin thật sâu vào. Nhưng mà nói tóm lại cuối cùng như này, bởi mình là người theo Phật, mình hiểu rất rõ luật nhân quả, mà hiểu được con người ta sống ở đời này phải là cái gì quan trọng, thì đúng là tình yêu thương là quan trọng nhất. Mà tất cả các luật nhân quả nó quá công bằng, không có một cái gì không đi ngoài luật nhân quả. Thế cho nên là nếu như ai đã học Phật nhá, mà đã tu theo Phật rồi mà học thêm cái môn này thì không khác gì hổ được cắm thêm sừng. Nói thẳng là như thế. Thế cho nên là quá tuyệt vời luôn. Thế cho nên là thật phải lên cố gắng. Chứ còn thì cũng thật là không thấy một cái môn nào mà có thể là nó nhanh chóng như này, mà cũng không cần thuốc. Mình mặc dù mình chữa bệnh mỗi cái mình học các thầy chữa các cái môn kia cũng có phải dùng thuốc đâu. Thế nhưng mà nó léo đéo theo mình suốt mãi không được. Ai lại 6 tháng cứ đi cứ ngồi những cái xe điện này, may có cái xe điện nó thấp còn ngồi được, trơn không đi được. Thế là cứ đón xe đi, cứ đến chỗ nào cũng đến, xong là đến nào cũng đi, nhưng mà cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề. Để cho mình từng trải tất cả. Thế cho nên là thế mà hai nữa là trong cơ thể của mình nhá, hiện nay cơ thể là nếu nói cơ thể thì không có ai tồi tệ như tôi, bởi vì này lão đầu ấy thì coi như là kinh niên đau đầu từ cái lúc 11 tuổi cho đến tận lúc 26 tuổi thì bây giờ mới chữa được hết cái bệnh đau đầu. Thế là cái nhất, khi bắt đầu theo Phật thì bắt đầu mới hết đau đầu. Thế và cái hai nữa, hiện nay trong cơ thể này thoái hóa mất 14 đốt xương sống, thì xẹp mất 7 cái đĩa đen từ T12 cho xuống tận S1. Thế mà cái tim ấy thì có vấn đề, mà gan thì rất chức năng rất kém, mà cái thận ấy thì bị sỏi thận cả hai bên. Thế mà lại cái phổi ấy thì chỉ bằng đứa trẻ con có 10, phổi là bẩm sinh chỉ bằng cái đứa trẻ con có 9-10 tuổi thôi. Cho nên nếu mà nói không nói to thì nó không ra hơi, nó bị loạn hơi, cứ nói dở dang nó hết, nó đứt mất hơi rồi. Thế cho nên cứ phải nói to làm gì thế. Thế cho nên là hiện nay hiện tại mà dạ dày mình đã cũng bị viêm loét cả đường cong nhỏ rồi. Thế mà lại còn cái gì nó nghi là ung thư vòng họng từ lâu lắm rồi, nhưng mình tin Phật và mình cứ làm theo hành theo công phu của Phật. Thế mà đến bây giờ thì coi như là đi để nó vài nữa mình sẽ đi thử lại, vì đã 3 lần thử lại rồi nó vẫn còn, nhưng mà mình vẫn duy trì theo cái phương pháp của Phật thì nó cũng ổn. Thế nhưng mà đến bây giờ làm cái môn này này thì chắc chắn là sẽ tiêu hết. Cho nên là mình chưa đến vài nữa mình sẽ đi thử lại để xem kết quả nó như thế nào. Thế còn thì đúng thật là mình thấy là không có một cái gì nó lại nhanh như thế này. Vì thế cho nên là đúng là 5 yếu tố cơ bản để mà vào cái môn này thì không có sai một tí nào. Nó la lá như ở bên đạo Phật nhưng mà không có gì cao hơn Phật. Mặc dù là cái môn này mình rất thán phục nhưng mà cũng không thể vượt Phật được. Phật thì cái trí tuệ của Phật nó khác với trí tuệ của thế gian. Thế giới Phật nó có hoàn toàn không, nó không như thể là trí tuệ thế gian. Trí tuệ thế gian ví dụ như là anh làm bác sĩ anh chỉ biết chữa bệnh thôi, anh làm giáo viên anh chỉ biết dạy học thôi. Nhưng mà trí tuệ của Phật thì có thể làm được bất cứ một cái gì anh muốn. Thế cho nên nếu như mà anh đủ điều kiện thì là hoàn toàn như thế. Cho nên là mình thấy rằng là thứ nhất là bây giờ mình đã học Phật, đã thấu đáo rồi, hiểu được lý nhân quả, hiểu được tất cả mọi cái trong đạo Phật. Là nói chung là mặc dù là mình chưa được là đạt được cái gì nó cao siêu lắm, nhưng mà nói chung cũng được rất bằng lòng với cái mình 40 năm bỏ ra theo Phật đến nay mà đã đạt được cái kết quả như bây giờ thì mình cũng cảm thấy bằng lòng. Và hai nữa bây giờ được thêm cái
môn này thì lại nữa thì đúng như thế là khổ bọc thêm sự thật quá tuyệt vời, mong các vị tất cả mọi người cố gắng thế thôi. Cái năm yếu tố vừa đấy bà nói là năm yếu tố tình thương yêu đúng năm yếu tố đấy, nếu không có thì không thể làm mà được. Nhưng mà thế này nhá, cái thế này này, cái luật nhân quả cũng thế thôi, nếu anh có tâm từ, anh có một cái tâm thương yêu ấy thì anh cảm hóa người ta mới được, mà anh có làm được cái việc gì nó mới có kết quả. Thế mà cái môn này nếu như cái tâm anh ác thì tôi tin chắc rằng anh vào rồi nó cũng đại ra, không thể tồn tại được, đấy là điều chắc chắn, bởi vì cái lý nhân quả nó quá công bằng. Nếu anh có tốt thì người ta mới tốt được, mà anh không tốt thì làm sao mà nói được cái tốt của người ta lên, đúng không? Thế cho nên là đấy là quá tuyệt vời đấy.